có lên để sửa cái tựa bài được không vậy? Phong Lan làm được không vậy Phong Lan? Tiếp theo thì con xin kính Cung Thịnh. Dạ. Con xin kính Cung Thịnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Chúng tôi xin thay mặt Thượng Tọa Giác Đẳng để dẫn dắt bài học hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Sáu Thanh Tịnh. Trước nhất là cái danh từ chắc bị sổ thân nát sụt tắt chắc có nghĩa là sáu, và khi mà nó ghép với cái chữ quý sổ thân nát thì chữ quý đó nó được chuyển hóa thành chữ bát âm môi, và nó thuộc về khô sắc, tức là âm vang. Và do đó mới ghép chung với chữ chá được. Cho nên nếu tách ra thì chúng ta là chá quý sô thanh á. Quý sô thanh á mà chúng ta được nghe là quý xuất, quý xuất thí, quý xuất thí thanh tịnh. Vì sao bài kinh này được gọi là sáu thanh tịnh? Ở đây thưa quý vị, ở đây Đức Phật kể dạy cho các vị tỳ kheo về cách để chất vấn một vị tỳ kheo nào đó tuyên bố chánh trí giải thoát khi nghe vị nào tuyên bố chánh trí giải thoát thì không có vội tin, không vội phủ nhận, mà phải đi đến chất vấn vị ấy với sáu vấn đề. Và nếu như vị đó thật sự là một vị các lục quật đã đoạn tận, tu hành đã thịnh mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, thì vị đó sẽ có câu trả lời Aruthamma là đúng pháp về sáu vấn đề được nêu ra. Sáu vấn đề được nêu ra ở đây cái điều thứ nhất là hỏi về vấn đề mắt tai mũi lưỡi thân ý khi mà tiếp xúc với cảnh sắc thân khí vị xúc pháp, và ở đây đều được thấy, tức là đích thắng, được nghe là muốn xuất tác,
được nhận thức bằng mũi lưỡi thân, gọi là Bồ Tát, gọi là sở kiến, sở văn, sở giác, và các pháp được nhận thức gọi là sở tri, nguyên nhà tác. Coi vị đó trả lời như thế nào. Đức Phật đã dạy cho cái cách để nghe vị đó trả lời như vậy đúng là vị giải thoát, nhưng mà chưa nữa, phải hỏi cái vấn đề thứ hai, tức là đối với năm quấn. Vấn đề thứ ba là vấn đề sáu giới đất nước lửa gió, hư không và tâm thức. Coi vị đó trả lời như thế nào. Cái điều thứ tư là đối với sáu nội xứ. Thứ năm là sáu ngoại xứ. Ở điều thanh tịnh thứ sáu là hỏi về cái quá trình tu tập của vị đó như thế nào. Nếu mà vị đó trình bày đúng theo cái quy trình tuần tự như là pháp và xuất gia thì giữ giới, tu tập thiền định, như thẩm biết rõ khổ tập diệt đạo, đưa đến cái các lậu, đã như thật biết các lậu, các lậu tập lậu đoạn diệt, và con đưa đến các lậu, đạt đến sự giải thoát khỏi các lậu hoặc đó chứng quả, thì như vậy đó mới được xem như là một vị thật sự đã giải thoát. Thì ở đây thứ vị nội dung của bài kinh như thời Đức Phật thì có Đức Phật ngài xác chứng là lúc đó đã chứng đắc quả A La Hán. Còn khi không có Đức Phật á, thì không có vị nào, chư tăng không có ai để lượng định được là vị đã đắc đạo quả. Do đó chỉ có một cách duy nhất là nêu lên những câu hỏi cần thiết để nghe vị đó trả lời. Khi vị đó trả lời xong thì những vị nghe đó cũng phải là những vị đã chứng ngộ, đã chứng đắc. Còn nếu như chúng ta không có chứng ngộ, không chứng đắc, thì dù cho chúng ta nghe một vị thật sự đã nói đúng, chúng ta cũng không có hiểu gì, và chúng ta cũng khó xác định được. Thì đó là nội dung của bài kinh mà chúng tôi dẫn chứng hơi rõ một chút để gợi ý cho giảng sư ngày hôm nay trình bày. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe bài kinh này được giảng giải bởi Thượng tọa Tuệ Quyền, vị giảng sư của chương trình ngày thứ ba. Và bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh, vị MC trong ngày hôm nay, sẽ đọc chính kinh của bài học. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tế Siêu đã từ bi hoan hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên Sức Đoan Việt và cô tu nữ Viriyatana cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Dạ, con được xin phép được điền phiếu cho cô Thầy Ma. Dạ, hôm nay do chúng con không có chuẩn bị trước nên có nhiều cái sự không có được tốt. Dạ, kính mong quý ngài và quý đạo tràng hoan hỷ cho chúng con. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh ạ. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 112, Tiểu Kinh Sáu Thanh Tịnh, Trabiso Thana Sutta từ câu 1047 đến 1053. Một trăm mười hai kinh sáu thanh tịnh chấp bi sơ thanh á xuất tá. Kinh sáu thanh tịnh là đề tài chỉ cho sáu pháp, một con số vẫn có nhiều bàn cãi. Việc xác chứng ai là a la hán thực sự là một điều rất tế nhị và phức tạp. Bậc đạo sư tụ thế thì chính Ngài là người tuyên bố vị nào thật sự chứng đắc. Điều chắc chắn là khi không có Đức Phật thì thật khó khăn để lượng định ai là người chứng đắc đạo quả tối thượng. Đối với đa số tăng chúng, hôm nay thì chỉ có một phương cách duy nhất là nêu lên những cõi cần thiết. Điều cần nhớ là không nên có thái độ cả tin hay phụ bác khi chưa nêu lên câu hỏi và lắng nghe câu trả lời. 1047. Một vấn đề không đơn giản. Khi nghe một người tuyên bố hoàn toàn giải thoát thì khoan vội tin, khoan vội phủ nhận. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở sau quá thí Chetavana tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo nói lên chánh trí anh năng như sau: ta tuệ tri như vậy, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, lời nói của vị tỳ kheo ấy không nên tán thán, cũng không nên bác bỏ. 1048. Câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi chánh đáng. Hãy bắt đầu với câu hỏi y cứ trên truyền thống chánh pháp. Không tán thán, không bác bỏ, cần hỏi câu hỏi: này hiền giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Thế nào là bốn? Cái gì được thấy, được nói lên như là được thấy? Cái gì được nghe, được nói lên là được nghe? Cái gì được cảm giác, được nói lên như là cảm giác? Cái gì được nhận thức, được nói lên như là được nhận thức? Bốn hình thức tuyên bố này, này hiền giả, được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, hay cái gì đối với bốn hình thức tuyên bố này? Tôn giả có thể nói là tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mạng, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sự và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp Anuttama của vị ấy phải như sau: này chư hiền, tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Đối với những vật được thấy,
vân vân, được nghe vân vân, được cảm giác vân vân, được nhận thức chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy. Hãy như vậy, đối với bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 1049. Trình độ nhận thức đối với tự thân. Một vị thật sự giải thoát trước hết là phải vượt qua những chấp thủ đối với năm uẩn. Này các tỳ kheo ấy cần được tán thán, phải được tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thai, một câu hỏi nữa cần được hỏi. Này hiền giả, năm thủ uẩn này được Thế Tôn bậc giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nổi lên, thế nào là năm? Tức là sắc thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, thọ thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uẩn này, này hiền giả, được Thế Tôn, bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì đối với năm thủ uẩn này? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các hiền giả, này các tỳ kheo, với tỳ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau. Này chư hiền, sau khi biết sắc này đã vô lực, biến hoại, không an ổn, đối với những sắc là những chấp thủ, phương tiện, Ubayubadana là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tệ tri tâm tôi được giải thoát. Này chư hiền, sau khi biết thọ này, vân vân. Này chư hiền, sau khi biết tưởng này, vân vân. Này chư hiền, sau khi biết hành này, vân vân. Này chư hiền, sau khi biết thức này, vô lực, hoại, không mang ổn, đối với là những chấp thủ, phương tiện, là những tâm, cố chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi, tệ tri, tâm tôi được giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với năm uẩn này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 1050. Tuy vậy, vẫn nên hỏi thêm. Cái nhìn về vạn pháp, vũ trụ quan của một vị hoàn toàn giải thoát cũng cần được hỏi rõ. Này các tỳ kheo ấy cần được tán thán, phải được tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thai, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm. Này hiền giả, sáu giới này được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chân chánh nói lên. Thế nào là sáu? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thực giới. Sáu giới này hiền giả được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì với sáu giới này? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau. Chư hiền, tôi đã đến địa giới như là không phải tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát.
Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh của con không? Cho con một tín hiệu ạ. À. Dạ, con thấy, dạ, kính ơn, cảm ơn đạo tràng. Dạ, thấy người ta chạy ra nhiều quá nên con sợ là âm thanh con không còn được nghe. Dạ, con kính tri ân sư. Này chư hiền, sau khi tôi đi đến thủy giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến hỏa giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến phong giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến không giới, vân vân. Này chư hiền, sau khi tôi đã đi đến thức giới như không phải là tự ngã, và đi đến tự ngã như là không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là những tâm cố chấp, thiên chấp tùy miên. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu giới này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 1051. Vẫn cần hỏi rõ, y cứ trên căn bản pháp học. Đặc chứng đạo quả không phải là một danh vị ban phong, mà là khả năng nhìn xuyên suốt cuộc sống với chân pháp. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần được tán thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói lành thai, một câu hỏi nữa cần phải được hỏi. Này hiền giả, sáu nội ngoại xứ này được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác chân chánh nói lên. Thế nào là sáu mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp? Sáu nội ngoại xứ này, này hiện giả, được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc A La Hán, chánh đẳng giác nói lên. Nhưng biết cái gì? Chánh đẳng giác nói lên. Nhưng biết cái gì? Thấy cái gì? Thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này? Tôn giả có thể nói tâm của tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau. Chư hiền, đối với mắt, đối với sắc, đối với nhận thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhận thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, cái gì, phàm có những pháp chấp thụ phương tiện, những tâm cố chấp, thiên chấp tuyệt miên. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư hiền, đối với tai, đối với tiếng, đối với nhị thức, vân vân. Chư hiền, đối với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức, vân vân. Chư hiền, đối với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức, vân vân. Chư hiền, đối với thân, đối với xúc, đối với thân thức, vân vân. Chư hiền, đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, phàm có những chấp thụ phương tiện, những tâm cố chấp, thiên chấp tùy miên. Đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 1052. Mạng tùy miên là một câu hỏi lớn cần được nêu ra. Mạng là kiết sử sau cùng trong năm thượng phần kiết sử. Không một vị nào đạt đến viên mãn cứu cánh, và mạng tùy miên vẫn tồn động ngay cả trong hình thức vi tế nhất.
Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần được tán thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói. Lành thai, sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói, lành thai, một câu hỏi nữa cần được hỏi thêm. Nhưng này hiền giả, do biết gì, thấy gì, do đối với các thân có nhận thức này, và đối với tất cả tướng ở ngoài, tôn giả có thể nói về mạng tùy miên. Ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm. Mạng tùy miên của tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn toàn. Chư thị kheo, đối với tỳ kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử và đã được giải thoát nhờ chánh trí. Câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau. Chư hiền, thọ xưa tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu muội, tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, tôi có lòng tịnh tín đối với Như Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ đời sống gia đình đầy những phiền trược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy tôi nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Chư hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn? Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học giới và nếp sống các vị tỳ kheo tôi từ bỏ sắc sanh, đánh xa sắc sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm, quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, đánh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Tôi từ bỏ phi phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống tránh xa phi phạm hạnh, từ bỏ danh dục, tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói lời hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia, để sanh chia rẽ ở những người khác. Nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sinh chia rẽ những người kia. Tôi sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác. Tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói lời phù phiếm. Nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ không làm đến các hột giống, các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. Từ bỏ không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thơm, các thời trang, các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt giống. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỳ gái và trai.
Tôi từ bỏ không nhận cừu dê, tôi từ bỏ không nhận gia cầm và heo, tôi từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Tôi từ bỏ các hạnh. Tôi từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Tôi từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạn, cướp hán. Tôi bằng lòng tri túc với tấm y để che thân, với đồ ăn thất thực, với nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, tôi bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn thất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát. Tôi thành tựu thánh giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự chế nguyện nhân ấy. Hộ trì con mắt, thực hành sự độ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng vân vân, khi mũi ngửi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân. Ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu vi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Tôi thành tựu thánh hộ trì các căn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vẩn đục. Khi đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, tôi đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh giác. Và tôi đều thành tựu thánh tám giới này, thành tựu thánh hộ trì các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Chọn một chỗ thanh vắng, tịch tịnh, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, tôi ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gội rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thủy miên, tôi sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên. Trừ bỏ trạo cử, hối quá, tôi sống không trạo cử, hối quá. Nội tâm trầm lặng, gội rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Tôi từ bỏ năm truyền cái, các pháp làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược. Làm cho trí tuệ muội lược này ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, tôi việt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc đó, định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, tôi ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ. Mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư.
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng tâm đến lậu trần trí. Tôi biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là các lậu hoặc được đoạn trừ, biết như thật đây là con đường đưa đến các lậu hoặc được diệt trừ. Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Tôi biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chư hiền, do biết như vậy, thấy như vậy, đối với các thân, có nhận thức này, đối với tất cả, tướng ở ngoài, mạng tùy miên, ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm. Mạng tùy miên này được đoạn trừ một cách hoàn toàn. 1053. Hãy hoan hỷ chấp nhận nếu có câu trả lời chân xác. Nếu những câu hỏi được trả lời thỏa đáng thì nên hoan hỷ chứ không nên luôn giữ thái độ nghi hoặc. Này các tỳ kheo ấy cần phải được tán thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói, lành thay. Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói, lành thay, vị ấy cần phải nói như sau: thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một vị sống phạm hạnh như tôn giả. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn. Nam mô Bụt Thầy giá và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nhật Quỳnh thành kính tri ân đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ thượng tọa Thầy Quyền có nghe được âm thanh không bạch sư? Có được nghe âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu bạch sư. Con không thấy được tín hiệu của thượng tọa. Nam mô dạ Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Bây giờ nghe rõ chưa? Dạ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, chúng tôi nhất đẳng, chúng tôi Pháp Tân, chúng tôi Minh Hạnh. Để Đức Phật Thích Đức Tự Trí Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng Đăng hiện diện anh chú ý thương nữ cùng cho Phật tử. Dạ, xin bắt đầu bằng thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Phuthang Phakkawan Tang Apiwa De Misu Akato Phakkawata Thamo Thamang Namasa Misu Patipano Phakkawato Savakasangko Sankhang Namami
Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân cầu ý tán dương là đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hành nhiều hội đến chư tu cùng được tăng. Quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy nhá. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta được học cái kinh 66 hay là kinh 6 thanh tịnh. Ở đây thì bài kinh nó rất là dài, nhưng ở đó thì lời dẫn nhập cũng như ở trong cái bài học mà đã được Thượng Tọa Giác Đẳng lập trình lại đó, thì chúng ta thấy điều thứ nhất á, vấn đề của kinh mà chúng ta đọc hay chúng ta được nghe, và nghe cái cuộc sống hiện đại cũng vậy, được nghe người này chứng đắc thánh nhân này, người kia chứng đắc thánh nhân nọ, hay là người này tự tôn tự xưng mình là ông thần ông thánh ông Phật này ông Phật kia, nhiều lâu lắm lắm quý vị, tu được chút xíu cái có ít người, xong cái người nghe thì coi như là cái nghiệp duyên của họ nó cũng quen đó. Rồi nói họ là Phật thái thế, nó cho là coi như họ đã đoạn trừ cái này đoạn trừ cái kia, thì đây chính là một vấn đề mà khi chúng ta nghe bất cứ một cái điều gì về cái sự chứng đắc, về cái sự thành tựu của chính họ, không phải ngày hôm nay để chúng ta xét lại, mà chính trong bài này tự thở xa xưa cách nay 25 thế kỷ, tức là 2563 năm, 64 năm, chuẩn bị 64 năm, thì chúng ta cũng đã nghe, cũng đã nghe, cũng đã được Đức Phật Ngài đã căn dặn rồi. Giờ phút cuối cùng trước khi lên đường tịch diệt để bắt Niết Bàn kinh, Đức Phật Ngài cũng đã dặn dò cái câu này rồi: chớ đừng vội tin, chớ đừng vội bỏ những gì ai nói rằng đây là lời dạy của ta, hay là người ta chứng đắc cái tầng thánh này tầng thánh kia, đừng có tin, cũng đừng có bỏ, cứ hãy đó, hãy so sánh. Và một điều mà chúng ta kính thương Đức Phật vô cùng, đó chính là Ngài đã lập trình, Ngài đã giảng dạy cho chúng ta, Ngài đã để lại cho chúng ta những cái cách mà lội suy xét đoán đúng hay là sai với một người tự nhận mình là chứng đắc. Chúng tôi đang nói ở đây là thánh quả A-la-hán thôi, còn khó khăn như vậy chứ đừng có nói chi mà ta tôn xưng người ta là Phật, Phật này, thần nọ, thì cái điều đó là quá là tệ hại rồi. Thì chúng ta biết đó là hàng dởm, hàng xạo đi, hàng không thật. Một vị tỷ kheo, khi một người mà khi được nghe họ tự cho rằng họ như thế, thì chúng ta phải xét đoán họ xem như thế nào. Xét đoán họ để làm gì, kính thưa quý vị? Để cho mới thấy được một cái con người họ nó ra sao. Đức Phật này chỉ dạy chúng ta một điều thôi, tức là khi nói về nắm bàn tay, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, coi như mắt, bánh, kinh, sắc, tai, nghe tiếng, mũi, như mùi, thân, xúc chạm, lưỡi, nếm vị, như thế thì chúng ta phải xử lý như thế nào, chúng ta phải làm ra sao. Đơn giản nè, mắt, bánh, kinh, sắc, tai, nghe tiếng, mũi, như mùi, thân, xúc chạm, lưỡi, nếm vị, bao nhiêu đó, nhưng tâm của mình nó có bị dính mắt không, tâm của mình nó có khởi lên tham ái không, tâm của mình nó có bị dao động không, đây là một vấn đề. Ở đó khi chúng ta nghe, đầu tiên hỏi về, chỉ là một vấn đề thôi, hỏi về vấn đề cái lý đó thôi, coi nó là tầm thường, không đơn giản. Bởi vì con người ở cõi dục này thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt thì đối diện là cảnh sắc, tai đối diện là cảnh thinh, lưỡi đối diện là cảnh vị, thân đối diện là cảnh xúc, ý đối diện là cảnh pháp. Thì như thế phàm cái gì khả ái khả lạc vừa lòng luôn luôn mến thích, và cái gì không vừa lòng luôn luôn bực bội và khó chịu, họ trả lời như thế nào?
Và như chúng ta thấy trong kinh văn cũng đã nói qua, sau khi họ trình bày, họ biết, họ hiểu một cách tường tận, họ không bị dính mắc, họ không có bị câu thúc, câu chấp ở trong đó. Nhưng hỏi về cái sở kiến, sở văn, sở giác, sở tri của chính họ, hiểu biết như thế nào về tinh thần của Đức Phật, về lời dạy của Đức Phật, về sự chứng đắc. Cái sự tu tập ở đây là một điều mà luôn luôn được Đức Phật Ngài chỉ dạy người đệ tử phải biết. Phải biết cái gì? Phải biết không cầm nắm, không có bị dính mắc, không có bị những cái sự trói buộc của các pháp. Khi chúng ta được hiểu, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, những gì mà tư duy này nó nhận thức, những cái gì mà cái tâm tư này nó tiếp thu, ở đó mà chúng ta không có bị một cái kiến chấp, ở đó mà chúng ta không có bị không có bị tham dục nó cột rối và nó giam cầm chúng ta, khi mà tai nghe tiếng người ta khen mình một tiếng mình cảm thấy vừa lòng, khi người ta không khen mình cảm thấy khó chịu, khi bao nhiêu đó thôi thì chúng ta biết là chúng ta biết người này là có vấn đề. Hoặc ngay cả chúng ta không thấy người ta khó chịu, nhưng chúng ta phải nhìn bằng cái nhìn của lý tính, nhưng mà cái nhìn của cảm tính được. Khi mình nói cái điều khó nghe, họ cũng bình tâm, ở đó họ kiểm soát cao độ, họ không cho cái sự khó chịu nó xuất hiện ở trong lòng. Thì ở đó chính là chúng ta mới đặt ngược lại một vấn đề sâu sắc nữa, cái sở tri, sở kiến, sở văn của chính họ. Chắc chắn họ phải sở giác của chính họ, chắc chắn họ phải lội đuôi rồi. Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta thấy một chuyện rất là bình thường, ngay ai tu ở đâu nghe chứng nghe đắc gì một cái chạy quá trời thích luôn. Ôi, tôn sung tôn xưng người như là thánh tái thế, người ta như là Phật tái thế, người ta như là thánh chứng đắc, hay là có một số các cái trường thiền xác lập cho một số vị này là sơ nhị tam tứ thiền, sơ tam tứ đạo, sơ nhị tam tứ quả, vân vân, và chứng đắc. Thì cái sự xác lập đó nó chỉ là khả định, nó chỉ là một cái ước lệ của chúng sinh, mà không dựa trên cái tinh thần, cái lời dạy của Đức Phật. Cái sự tu mai xác lập mình, cái sự chứng đắc, cái sự thành tựu, cái sự viên mãn đó là tự mình thành tựu, tự mình đạt đến, chứ không phải là một cái bài thi, một cái bài trắc nghiệm rồi mình làm xong rồi thấy là được cấp bằng cho mình. Không phải như vậy. Rồi cái mình cũng như ai qua Miến Điện học qua điều bốn chuyện về cũng làm thiền sư hết, thì thấy dễ nghe tới tức cười. Đó là một vị thiền sư, tới một người thầy chỉ dạy về thiền, vị ấy phải hiểu biết về kinh luật pháp và thực tâm của họ và thực hành để chia sẻ những khó khăn, những cái nghi hoặc. Chứ không phải ai tu được mấy bữa mấy ngày cái là kêu lên cái chia sẻ cái giảng về thiền là phải tu như thế này, tâm nó an lạc, có chánh niệm, phải tỉnh giác như thế kia, vân vân. Chúng ta thấy nhiều lắm. Và như vậy, từ khi mà họ đang chia sẻ, họ đang bày lại như là một sự giảng thuyết, họ trình bày như là một sự chứng đắc của chính họ. Cái điều này, kính thưa quý vị, nó nguy hiểm vô cùng, vô cùng. Những điều mà ồ cạp cạp, coi như là cái con người nói chung, không riêng ai. Khi thấy người ta tôn sùng, hay người ta khéo nói, hay người ta hữu duyên gì đó, cái tự nhiên chúng ta bằng một cái cảm giác, bằng một cái cảm tính, tự nhiên mình cảm thấy người này nó hay, người này nó lạ, người này nói những cái điều mà hiểu, những cái điều biết, những cái điều mà lẽ ra
phải là lâu năm, phải là lâu tháng. Thì chính vì quý vị không có một kiến văn, sở tri sở, giác, hay một kiến văn Phật pháp, một cái lý Phật pháp căn bản, là chúng ta bị gạt ngay, bị kéo, bị xô, bị đẩy. Kêu vỗ tay thì vỗ tay, kêu chúc mừng thì chúc mừng, kêu đi hô tụng tán tán tháng vân vân thì chúng ta thích ngay. Hay là một kính thưa quý vị, hay là chúng ta thấy có một người nào đó được danh tiếng, danh sư, được nổi tiếng như thế này, nổi tiếng như thế kia, chúng ta lại đi đến, chúng ta lại được nghe. Thành thật mà nói, có những vị pháp sư, có những vị luận sư, có những vị thuộc lòng Tam Tạng rất là tuyệt vời, rất là đặc biệt. Nhưng điều họ không có biết chúng ta, cái trình độ chúng ta nói như thế nào. Họ không biết nói như thế nào đây. Mà quý vị biết nhiều khi có những lúc đó, họ chỉ giải thích thôi. Họ chỉ giải thích là, ví dụ như là Sapapapa Sakaranang Kusalaso Vasapadasijata Pariyodapanang Etang Kuthanasasanang, không lập các việc ác, thực hiện các việc làm giữa tâm ý trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật. Một cái sự diễn dịch lại của người, của người thông dịch đó, nó không có đặc biệt như là một vị giảng sư thuyết pháp cho chúng ta nghe. Bình nhật chúng ta lại không nghe, nhưng khi chúng ta nghe những cái lời đó đó, chúng ta lại nghe, chúng ta cho nó là một cái vàng ngọc châu báu. Thì đó cũng là cái duyên. Nhưng chúng tôi xin nói là, nếu như bằng cái người Việt nói chuyện cho chúng ta nghe một cách rõ ràng, dẫn chứng đầy đủ, như con người chúng ta cứ nghe, coi như vị đó là Tam Tạng, vị đó là vị pháp sư nổi tiếng, nói những cái điều này mà chúng ta nghe không có lạ, chúng ta khen không lạ. Và sự thật ra đã được các vị, chúng tôi tạm gọi các vị pháp sư bình nhật của mình đã nói hết rồi. Nhưng họ không nghe, họ chỉ nghe, nghe cái gì, nghe cái mùi, nghe cái tiếng, nghe cái danh của người ta, cái tự nhiên, cái là gật đầu hiểu, thì thật là tiếc. Lẽ ra chúng ta nên hỏi các vị đó về những cái lý pháp đặc biệt, những cái lý pháp cao cả. Chứ còn quả thật thì cũng như họ có vàng bạc châu báu rất là nhiều, mà cho chúng ta những cái đồng bạc lẻ, rồi chúng ta cầm những cái đồng bạc lẻ, chúng ta mừng quá trời quá đất luôn. Những điều đâu có ngờ, người ta đang cầm những cái hạt kim cương, những cái vật châu báu mà người ta có thể truyền trao cho mình. Mà tại vì chúng ta, chạy theo hình bóng, cho nên chúng ta bắt hình bắt bóng không, cho nên chúng ta bỏ tay. Thì cũng như thế đó quý vị, Phật pháp này không phải chạy theo cái hình thức. Rồi bắt đầu đi tu tập ở một số nơi về, thiết lập một cái con đường này, thiết lập một con đường kia, phải tu như thế này, phải tu như thế kia mới đúng, đúng lời Phật, đúng lời dạy Phật. Toàn là chúng ta nói, nhưng ở đó nó cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh mà nó thích nghi. Tu tập là một điều tốt, rồi có nhiều khi đây chỗ này nè, tăng thượng mạng cũng không chừng, tự nghĩ rằng như vậy mới là tu, còn không như vậy là không tu đúng. Và đã nghĩ như vậy, nói người khác nghe như vậy, và đây chính là, kính thưa quý vị, nó biến lập một cái điều bất ổn. Cho nên đừng có nói chi mà quý vị biết. Bởi vì cho nên đây chính là một điều hết sức là nguy hiểm mà Đức Phật này dạy đối với cái người đệ tử. Khi mà đừng tin, đừng nghe gì, và sau đó phải thẩm nghiệm lại, hỏi xét lại của chính họ. Thì một vấn đề thứ hai là hỏi về đó, về cái năm thủ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thủ uẩn, ấy suy nghĩ như thế nào. Ở đây cái sự tu tập cứ cho nghĩ rằng chúng ta phải làm như thế này thế nọ, nhưng được hỏi gì chứ giờ ngũ uẩn này là gì,
là một sự hội tụ của đất nước lửa gió. Đối với chúng sinh có sắc quẩn, hội tụ của đất nước lửa gió. Đối với chúng sinh không có, chúng sinh không có cái sắc quẩn thì hội tụ của cái gì? Của cái thọ tưởng hành và thức quẩn, cũng một đống một khối đó. Nhưng chúng ta lại không bị câu thúc, không có bị chấp. Chấp trên cái gì? Chấp trên cái năm quẩn. Nói rằng sắc quẩn này của ta, thọ quẩn này của ta, tưởng quẩn này của ta, hành quẩn này của ta, thức quẩn này của ta. Và cái sắc thọ tưởng hành thức quẩn này nó theo ta như thế này, và nó theo ta như thế kia. Nhưng sự thật ra không chấp năm quẩn, bởi vì tất cả các pháp hành của năm quẩn nó phải bị vô thường, nó bị khổ não, nó bị vô ngại chi phối. Chấp ngũ quẩn là chấp trong cái đau khổ, chấp trong cái gì không có thật có của chính nó. Sắc quẩn này cũng sẽ biến diệt, diệt thọ quẩn này cũng sẽ qua đi, và tưởng quẩn này cũng sẽ qua đi, và hành quẩn này cũng qua đi, và thức quẩn này cũng qua đi. Các pháp theo cái duyên của hữu vi mà nó vận hành. Chúng ta phải hiểu biết, và nhờ do như vậy mà vị ấy không có chấp thủ. Chứ ở bây giờ nếu mà tôi sống hết cái việc này ở cõi giới này, nếu tôi sanh về cõi giới kia, bởi vì tôi được cái này, tôi được cái nọ, chỉ khi nghe nói như vậy là biết vị này chưa có hiểu, chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đi sanh về cảnh giới này, hay tôi chứng đắc về cảnh tầng thiền này, tầng thiền nọ, và tôi sẽ sanh về tầng thiền này, tầng thiền kia. Thì chúng ta nghe như vậy, chúng ta hết hồn hết vía, chúng ta tưởng đâu là đây, tức là vị này thành tựu cái ý lý pháp này, cái thành tựu cái kiếm pháp kia. Nhưng sự thật ra họ không thành tựu cái gì, chưa thành tựu được cái gì cả. Chấp tâm thủ quẩn đó nó một cách nguy hiểm lắm quý vị, không phải là cái chuyện mà bình thường mà chúng ta thấy nói rằng hỏi về cái năm quẩn, sắc quẩn là gì, thọ quẩn là gì, tưởng quẩn là gì, quẩn là gì, không phải là như vậy. Mà đây chính là nói lên cái gì, cái chấp năm quẩn đó. Mà từ xưa cho tới, từ dòng vô thủy luân hồi cho tới hôm nay, chúng sinh hiện hữu không vượt ngoài cái năm quẩn này, không vượt ngoài năm quẩn. Và năm quẩn này nó theo ta xoay cho tới ngày hôm nay. Và thật sự nó không phải cái gì cả, nó chỉ là một cái duyên hội tụ của chính ở chúng sinh ở cõi cửu dục, tức là có sắc tưởng hành và thức quẩn. Chúng sinh ở cõi sắc thì nó còn sắc quẩn nhưng ở trên, tức nhẹ hơn, tức là nó không còn, nó chỉ còn cái cảnh còn cái nhãn, còn cái nhĩ, vân vân. Hay một chúng sinh ở cõi nhất quẩn, hay chúng sinh ở cõi vô sắc, là họ có cái danh, họ không có cái sắc, vân vân. Chúng ta phải tường tri một cách rõ ràng. Rồi chúng sinh ở cõi nhất quẩn có sắc quẩn mà không có có tứ danh quẩn, nó nhiều lắm. Đó là thì ở đó vị ấy biết tri một cách rõ ràng, và chúng sinh đó do nhân gì, do duyên gì để sanh về đó, thành tựu được cái quả thiền nào, cái thiền chứng nào một cách đầy đủ và căn bản như vậy. Và ở đó dầu cho chúng sinh có ra vào ba đường sáu nẻo gì, tất cả mọi thứ, hay là sanh tử lăn trâu gì, thì cũng gì cũng do cái sắc thân thủ quẩn này thôi. Giờ nó cứ biến chuyển hoài, đổi cái sắc thân thủ quẩn này để tái sanh một cái sắc thân thủ quẩn mới, chứ có chuyện gì. Thí dụ bị chết đi, có nghĩa là chúng ta đổi một cái thân ngũ quẩn này, cái thân sắc quẩn này, để biến thành một sắc quẩn mới. Nếu chúng ta sanh ở cõi dục, ở cõi vui hay cõi khổ, thì nó biến chuyển qua một cái sắc quẩn khác, như là thay một cái áo, nó như thế thôi. Nói nó đơn giản, nhưng sự thật ra sắc quẩn thì nó cũng đơn giản như vậy. Cho nên đừng có chấp tôi là đẹp, tôi là cao thấp, coi như mọc ớn, trắng đen, vân vân. Tất cả điều mà chúng ta chấp như vậy là cái chấp của cái chấp thủ như thế, thì chúng ta đau khổ. Và cái tưởng, cái hành tưởng, rồi thọ tưởng hành và thức quẩn cũng như thế. Chúng ta chấp là chúng ta chạy theo nó, là chúng ta đau khổ. Một cái điều thứ ba hỏi về cái, và thứ ba và thứ tư hỏi về điều thứ ba nói về cái năm giới. Tất cả ở đây
giới ở đây phải nói về cái giới mà chúng ta thọ trì, mà đó chính nói về cái nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, hoặc là nói về chúng ta về cái hư không giới, nói về chúng ta quả giới, địa giới, vân vân. Tất cả những điều đó nó chỉ là hình thái của cái gì, của vũ trụ quan, của cuộc đời. Rồi nội xứ ngoại xứ cũng vậy, nhãn xứ, nhĩ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, vân vân, thì chỉ là một cái gì, cái hình thái của cuộc đời nó có mặt đêm ngày. Thí dụ nói về cái hư không, rồi nói về cái đêm cái ngày, nói về cái nóng cái lạnh, nó là sự hiệp hội của tứ đại, nó hiệp thành thôi, chứ không có một phải một thần thánh nào hay hoặc là chúng ta tạo ra cái đó cả, mà nó chỉ là một sự hội tụ của cái gì, của cái vũ trụ quan. Nó là như bởi vì chúng ta nhớ cái sự hình thành của các pháp hữu vi và các pháp hữu vi, nếu như các pháp hữu vi đó nếu mà nó là yếu tố của vật chất, yếu tố của vũ trụ, thì nó phải do đất nước lửa gió tạo thành, và yếu tố đất nước lửa gió tạo thành được người đệ tử phải hiểu như thế. Cái cây nó được lớn nó cũng phải do yếu tố của đất nước lửa gió mà nó tạo thành. Một hòn núi, một cái vật thể, một cái màn hình, một cái cell phone chúng ta cầm, chúng ta nói, một cái cây viết, một cây bút, một chén ăn, một cái áo mặc của chúng ta, nó đều được hội tụ do đất nước lửa và gió. Về cái vũ trụ quan phải được hiểu, phải được cái rộng khắp cùng như thế, để chi hiểu như thế, để chúng ta thấy nó chỉ là một sự hội tụ, một sự góp tạo lại, chứ không làm cái gì. Mà khi biết được như vậy, khi hiểu được như vậy, thì chúng ta mới có sự tu tập, chúng ta mới không bị dính mắc. Và chính vì không có bị dính mắc như vậy, cho nên chúng ta mới có sự tu tập, nó mới có sự thành tựu được. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta bị vướng, và chúng ta bị dính mắc liền, thì chúng ta không có thể vượt thoát được. Cuộc đời này nó vần xoay nhật nguyệt đêm ngày, nó chỉ là như thế, dầu chúng ta muốn hay không muốn gì thì nó vần xoay như vậy. Thì ý đây nói, khi hiểu biết được về cái sáu giới như vậy, địa giới, quả giới, phong giới, vân vân, hiểu như vậy, biết như vậy, mà chúng ta không có gì, không có cái tâm bị ngã mạn, không có cái tâm bị câu thúc, khó chịu khởi lên, và chúng ta không có thiên chấp, không có cố chấp được, mà chúng ta giải thoát mọi cái lậu hoặc mà nó ngâm, nó tẩm chúng ta, tâm chúng ta không có bị chấp thủ. Thì cũng vậy, đối với sáu nội xứ, ngoại xứ, chúng ta không có bị dính mắc. Chúng ta có mặt nơi này, chúng ta được đẹp nè, chúng ta được bị xấu nè, vân vân, hay chúng ta được như thế này, chúng ta không được như thế kia, sắc tướng chúng ta được như thế này, sắc tướng chúng ta không được như thế kia. Xứ là cái nơi chốn, hay là cái sự, cái việc, nó được như thế này, nó được như thế kia, cái nơi, cái chốn này, nó như thế này, nó như thế nọ. Và tâm của chúng ta không có bị, bây giờ tôi thích ở cái xứ nóng, tôi cũng thích ở xứ lạnh, tôi không ở được cái xứ lạnh, tôi không ở được cái xứ nóng, tất cả là do cái sự khó chịu, của sự phân biệt của chính chúng ta. Bây giờ mình không ở được, mình không có chấp nhận nóng nhưng mình đang ở xứ nóng, mình không có chấp nhận lạnh được nhưng mình đang ở xứ lạnh, thì cái duyên của tứ đại và cái trì nghiệp của chúng ta cũng vẫn sống bình thường. Chúng ta biết cái giống như là nói như ở Bắc Cực đó, không có con người mà thể sống được, nhưng cũng có những người thật sự sống được ở đó.
thì hoặc là những con gấu chúng ta thấy nó như vậy, nhưng điều mà nó có thể sống ở bất cực, nó có thể kháng lại cái lạnh, nó kháng lại rất là dễ dàng cái lạnh. Mà khi nó kháng lại cái thể thì lạnh đó thì do cái duyên, cái trì nghiệp của nó như thôi. Rồi có những người nóng mà nóng khủng khiếp luôn, nhưng điều người ta cũng vẫn có thể sống được, có thể vượt qua được, là cũng do cái duyên, cái nghiệp, cái trì nghiệp đó nó đẩy nó vượt qua. Và chúng ta hiểu được một cách cái về cái địa giới, về cái nơi chốn, về cái môi trường, về khí hậu, về cái phong thổ, vân vân, tất cả mọi thứ bằng một cái, bằng cái duyên trời tạo, nó đặc biệt, mà nó không do cái gì mà một con người hay một thần linh thượng đế nào đấng tạo ra cuộc đời này, mà chính là cái duyên nó đưa tới. Khi một người thành tựu đạo quả, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, người ta nhìn về các pháp hữu vi, nó là biến đổi, các pháp hữu vi nó là hồi tụ, các pháp hữu vi do tứ đại hợp thành, do tất cả chúng sinh không hiểu, không biết, không tuệ tri nó, vậy là mới chấp nó, cho nó là như thế này, cho nó là như thế nọ. Sự thật ra bây giờ mình nói rằng Phật dạy rất là hay, nói rằng con mình, vợ mình, chồng mình, cha mình, mẹ mình, vân vân, tất cả những điều đó, rồi tất cả chúng ta thấy khi bố mình chết, mẹ mình chết, anh mình chết, cha mình chết, thầy mình chết, nói chung tất cả những người thân chúng ta chết, rồi họ đi, họ mãi đi xa, họ không bao giờ quay lại. Và cũng như chính chúng ta đây, chúng ta chết và chúng ta cũng không bao giờ có thể quay lại thành một con người thứ hai, mà nhìn thấy được những con người mà chúng ta vốn đã gặp. Thì chúng ta ra đi, nó như là một cái quán trọ cuộc đời. Chúng ta vào đây đã được những người thân quen như thế này, là anh em, là bạn bè, là sư đồ, là cha mẹ, vân vân, tất cả những người đã là cái duyên nó như vậy. Rồi có thể trong tương lai chúng ta gặp lại, nhưng không gặp như thế này được, nó phải có sự đổi thay. Nó có thể thêm, nó có thể bớt, có thể gặp lại hoặc không gặp lại, hay hoặc là gặp lại trong mọi tình huống vui hay là khổ, vân vân. Thì nó chỉ là một cái con người hiểu như vậy, cho nên chúng ta không có bị chấp, không bị chấp thủ được. Và ở đó, kính thưa quý vị, một cái điều mà hỏi rằng tu tập như thế nào, tu tập như thế nào, chúng ta phải hỏi ngài cái sự thành tựu của ngài, được thành tựu và được giải thoát đó phải giống thì giải thoát như thế nào. Thì vị ấy phải có sự trình tự trình bày, vị ấy thấy cái sự trói buộc, cái sự khó khăn là một đời sống của hội tụ của gia đình, cho nên vị ấy từ bỏ gia đình, vị ấy sống không gia đình, vị ấy sống tu hành phạm hạnh, vị ấy sống một mình, sống không có gia đình, vị ấy sống cái đời sống khất thực, sống cái đời sống mà ngày đây mai đó, đôi cánh, tức là lấy chiếc y là một đôi cánh, lấy cái bát như là một cái mỏ, như là một cái miệng mà được Đức Phật ngài ban cho, và cứ đi lại đây nơi đó, và nơi đây là ngôi nhà vắng, nơi kia cõi tha ma mộ địa, kia rừng núi kia sẽ là nơi mà các vị đến, hay là nơi thiền viện này, nơi chùa chiền này, nơi tịnh xá này, đó là những cái nơi họ vào đó để họ tu, họ trú hầu của xã hội hiện đại. Họ sống không còn bị hệ lụy của cuộc đời, họ sống không có có phải coi như là chúng đụng, họ sống không có những tôi trai tớ gái, họ sống không có gia sản, họ sống không có điều này có điều kia. Thì và thế là họ chỉ chuyên tu mà thành tựu viên mãn phạm hạnh này. Thì họ trình bày một cách căn bản, họ trình bày một cách căn bản của cái việc tu của chính họ, thì chúng ta mới có một cái nhìn. Hay nói cách đơn giản,
yêu cái đời sống tu. Bởi vì họ biết nhân quả, bởi vì họ biết, họ mến đạo, kính Phật, mến đạo, biết sống chết với đạo, biết sống chết với Phật, biết thương Phật, biết yêu Phật, biết mến Phật. Và như thế thì chúng ta mới biết họ không có, có rời xa Phật. Mà trong bài kinh Thừa Tự Pháp Đức Phật dạy rất hay: vì tỷ kheo trú Pháp, thích Pháp, mến Pháp, tâm tư hằng niệm Pháp, sẽ không rời xa Phật. Thì chúng ta phải rà, phải xót làm sao mà họ mới biết Thừa Tự Pháp, biết trên con đường họ biết Thừa Tự Pháp, họ biết mến Pháp. Tại sao mến Pháp được? Bởi vì họ kính Phật, rồi họ mới nghe được Pháp, họ mới mến Pháp, thích Pháp, họ mới niệm Pháp, thì họ mới không xa rời Pháp. Không xa rời Pháp tức là trong, trong tâm, trong mình của họ có tin tưởng vững vàng nơi Phật. Họ có sự tin tưởng vững vàng nơi Phật, họ có một cái niềm tin vững chắc. Và như thế thì họ mới tin được có những vị tăng đã đoạn trừ tham ái và lậu hoặc, có những vị tăng đã chứng đắc thánh quả, thánh đạo thánh quả, và có những vị tăng tu hành tịnh giới thánh giới, có những vị tăng đang trên con đường tu tập thực hành pháp độ để trở thành một sa môn hạnh viên mãn, một bậc trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh. Thì vị ấy có một từng tự, có một hiểu biết rõ ràng, và vị ấy biết rằng cuộc đời, do cuộc đời khổ đau này do nhân của tham ái, khổ đau cho nhiều do tham ái nhiều, và khổ đau đó chính phải biết là chính là sự khổ trong cuộc đời là sự thật. Và biết được nhân tham ái khởi sanh lên, do họ tâm cầu một sự tịch tịnh, sự vắng lặng, thì có một con đường thánh đạo thánh hạnh đưa họ chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, và họ thành tựu được chánh trí chứng ngộ niết bàn. Thì trên quy trình của bài kinh hôm nay thì rất là dài và rất là rộng. Thì kính thưa quý vị, một cái sự tu chứng một cách căn bản và hết sức là nhẹ nhàng, chứ không phải tôi tu bao nhiêu năm này, tu luyện cái pháp này, tu luyện cái bài kinh kia, cái lý pháp nọ, cho nên tôi mới chứng đắc quả thật. Chỉ có con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, đó là thánh đạo tám ngành, đó chính là thực chất chi bác chánh đạo, tự nhiên sứ, tự chính cần, tự nhiên ý túc, ngũ căn ngũ lực, hay là bồ thí bát thí giá, tức là những cái pháp trợ đạo bồ đề, chỉ có 37 pháp. Hãy nói tóm lại có 8 pháp bát chánh đạo, hãy nói ngắn lại tức là có 4 pháp, tức là thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Đây mới là những con đường đưa đến sự chấm dứt đoạn trừ sanh hữu, chấm dứt sầu bi khổ ưu não. Đó, đó, cái tinh thần, cái tình huống như vậy, họ hiểu rõ về cái tứ đế một cách như thật, như chân như thật, và quả thật họ đã đoạn trừ lậu hoặc, có dục lậu hữu lậu tà kiến lậu và vô minh lậu, không còn xem vào, không còn giữ phần vào trong tâm của họ. Họ đã diệt tận được vô minh, thì diệt trừ được cái mạng, được cái ngã mạng mà trong cái kinh đó chúng ta nhớ ở trong cái phần cái mạng. Một vị mà chứng đắc tam quả, sau khi chứng đắc tam quả, chứng đắc tứ đạo, vị ấy diệt trừ tham thì không còn nữa. Tức tứ đạo, thì cái tứ đạo thì là một sát na sanh của tứ đạo, thì là tứ quả khởi sanh, thì vị ấy mới diệt trừ ngã mạn, diệt trừ cách sạch sẽ hoàn toàn, không còn câu thúc sự đau khổ. Cho nên một con người nào mà nói rằng chúng ta tu, họ tu chứng đắc thánh thần như thế này thế kia, chúng ta đừng tin. Ngày xưa
Đức Phật kêu đừng có tin, cũng đừng có bỏ. Ngày hôm nay chúng ta đừng tin và hãy bỏ đối với người của ngày hôm nay. Nói như vậy thì không có đơn giản đâu. Bởi vì họ tự cho xưng họ, họ là Phật ha? Họ là Phật coi như thế này, vô thượng sư như thế kia, họ là thánh như thế này, họ là thánh như thế nọ. Rồi có một số người đi theo mách bảo khuyến khích chúng ta hãy coi nè, hãy xem nè, dẫu cho họ có bay lên, họ có thăng thiên, họ có động thổ, họ cũng phải là thánh đâu, chưa chắc họ là thánh đâu. Cho nên vì vậy chúng ta có một cái sự suy xét kỹ lưỡng. Con mắt để thấy, tai để nghe, và có cái trí tuệ để tận xét, để suy xét. Thấy như vậy, nghe như vậy, nhưng cuối cùng tận xét lại, đấy chính là điều tốt đẹp. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy. Chúng con kính mong chư tăng quý ngài sẽ thảo luận cho các bài học hôm nay được sáu người được rõ lý thêm nữa, để cho chư Phật tử được đoạn tường. Nếu có địa chỉ sẽ tất, kính thưa mong quý ngài quan hệ và đại chúng quan hệ. Kính chấm dứt thời gian tiếng ở đây để khởi diệt đời kính dân Phật Nam Định Thư, Phật Thư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên quân trị chân pháp, các bậc thầy tổ và những người vũ ân đã quá bản, xin tất cả được an lạc và thánh hóa. Và xin đồng lưỡi nước sư trưởng cùng với sư huynh, tất cả các bậc thầy tổ và các bậc vũ ân được an lạc và thánh hóa trong Phật Pháp. Và kính chúc toàn thể đại chúng được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tam Bảo Đại, Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thủ kính trân thưa tòa thượng quyền, bạch thưa tòa thượng siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa thượng siêu nghe được chính thỉnh, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu cho ba câu thảo luận đầu tiên rồi thỉnh nghỉ. Dạ, bạch thưa tòa thượng siêu, chúng ta bài học ngày hôm nay quả là một bài học có nhiều vấn đề mà chúng ta cần đặt ra. Thí dụ bây giờ sau khi Đức Phật ngài viên tịch thì chúng ta vẫn còn nghe là ví dụ thời vua A Dục, ngài Bốc Lên Đá Thế Sát, ngài Mục Liên Đế Tu, ngài là một vị A La Hán, thì theo sự gọi từ siêu đó thì trường hợp nào cần thiết và trường hợp nào không cần thiết để xác nhận là vị này là A-la-hán, vị kia A-la-hán, có cần thiết không? Và nếu mà cần thiết thì ở trường hợp nào cần thiết? Và một cái vị mà lấy pháp học, thí dụ như là mình lấy cái kiến thức dựa trên những điều mà Đức Phật giảng trong bài kinh này đó, để mà mình nêu lên những câu hỏi đối với về pháp hành đó, thì có đủ không? Dĩ nhiên đây hướng dẫn của Đức Phật đó, và hướng dẫn Đức Phật đó, nhưng mà nếu một vị họ thông thạo pháp hành đó, họ thì trả lời tất cả những câu này một cách rất là suôn sẻ, thì từ đó tôi suy nghĩ sao về điều này. Trước nhất xin hãy đứng tọa quan hỷ trả lời cái câu đầu tiên, đó là có cần thiết hay không cần thiết để nêu, để đặt vấn đề là vị đó có chứng A La Hán hay không có chứng A La Hán, chứ đỉnh tọa. Chúng tôi cũng vẫn chưa nắm được từ tổ chức tổng hỏi cái vấn đề đó, hỏi mấy câu hỏi. Vì nghe thượng tổ nói là cái vấn đề thứ nhất là chúng ta có cần thiết hay không cần thiết để tìm hiểu xem cái vị đó có phải là A La Hán hay không A La Hán.
Rồi chúng tôi lại nghe một cái câu hỏi khác. Là khi mà nếu một vị mà có học, có đọc qua bài kinh này, họ biết cái cách trả lời, thì như vậy họ sẽ trả lời cái câu hỏi một cách xác thực, đúng như trong bài kinh, thì chúng ta sẽ phải có cái thái độ ra sao? Tin hay không tin vì đó là vị A La Hán, vân vân. Thì Tự giới đẳng nêu lên như vậy là câu thảo luận một, câu thảo luận một, câu thảo luận hai phải không? Thôi thì chúng tôi cứ trả lời tuần tự. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Thời xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chánh pháp được hương thịnh, hoặc là sau khi Đức Thế Tôn viên tịch không bao lâu, chánh pháp cũng vẫn còn hương thịnh. Cho nên lúc đó ở trong tăng chúng có rất nhiều vị tỳ kheo chứng A La Hán. Và lúc bây giờ cái tình trạng vàng thao lẫn lộn nó sẽ làm cho mất đi cái giá trị của chánh pháp, mất đi cái giá trị của tăng chúng. Vì vậy cho nên cái thời gian đó, thời kỳ đó rất cần thiết để Chư Tăng xác định là một vị A La Hán. Còn như trong thời nay đó, thì đã rất xa với cái thời của Đức Phật. Và thời nay người ta cũng không có biết gì về các vị A La Hán. Quần chúng ở bên ngoài họ nghe nói vị đó là vị A La Hán, họ cũng không mấy gì quan tâm. Và do vậy ở vào cái thời kỳ
của chúng ta. Cái thế giới ngày hôm nay đó, chúng ta không có cần thiết để xác định ai là A-la-hán. Nếu mà chúng ta xác định là vị A-la-hán để làm cái gì? Do đó theo chúng tôi thì trong cái thế giới ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta không cần thiết để xác định ai là A-la-hán. Bởi vì ngày hôm nay cái thế giới này, nếu mà chúng ta có tu tập thì chúng ta chỉ có thể tạo cái phước báo mà thôi. Chỉ cần tạo cái phước báo là đủ, phước vật hay phước đức, phước trí là đủ. Còn cái chuyện mà đắc đạo quả thì mình không có nghĩ tới. Thì huống chi là chúng ta đi tìm hiểu xem coi là vị nào đã đắc đạo quả là hắn, thì cái điều đó chúng tôi nghĩ là không có cần thiết. Đó là câu hỏi thứ nhất và chúng tôi xin được trả lời. Ở đây thưa quý vị, câu hỏi thứ hai đó, nếu cần thiết thì những vị có tri kiến về pháp học có đủ khả năng để xác định một vị viên mãn thanh tịnh hay không? Xin thưa rằng là không thể. Nếu như một vị mà chỉ có tri kiến về pháp học không đó, bản chất của vị đó vẫn còn là phàm phu, thì chúng ta không có khả năng xác một vị viên mãn về pháp thành. Theo ở trong vi diệu pháp, Thầy A Tỳ Đàm phân tích thì ở đây, ở trong kinh tạng cũng có nói đến, thưa quý vị, hạng phàm phu không thể biết được cái trình độ của vị A-la-hán, của một vị thánh. Một vị thánh hữu học không thể biết được cái trình độ của một vị thánh vô học. Một vị A-la-hán thinh văn không thể biết được cái trình độ của một vị A-la-hán chánh đẳng giác hay là độc giác. Ngay cả tôn giả Sariputta, khi nhờ ngài quan hỷ với pháp ở Đức Thế Tôn thuyết quá toàn hảo đi, thì tôn giả đã tán thán trước mặt Đức Phật, tán thán vì giáo pháp. Và Đức Thế Tôn cũng nghĩ rằng là quá khứ và vị lai chắc sẽ không có một vị nào có trí tuệ bằng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng: này Sariputta, người có biết hết cái trình độ của chư Phật ở trong quá khứ không? Và Đức Thế Tôn: con không biết. Đức Phật nói: nếu mà người không biết như vậy, sao mà lại đại ngôn nói rằng chỉ không có vị nào trong quá khứ và vị lai mà có trí tuệ bằng Như Lai. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái sự kiện đó là như vậy. Huống chi chúng ta chỉ, nếu chúng ta có pháp học đi chăng nữa thì chúng ta chỉ có thành tựu về cái tri kiến pháp học. Chúng ta có thể nói ra cái nguyên tắc một vị mà đi pháp học giỏi đó, một vị đó sẽ nắm vững được những cái ý nghĩa về Phật môn, ý nghĩa về cái pháp
pháp tánh của một vị giải thoát như thế nào. Nhưng mà vị đó không có đủ khả năng để xác định một vị viên mãn về pháp thành. Đó là cái câu trả lời số 2 của chúng tôi. Cái câu trả lời số 3 đó, có những vị học tổ, những câu trả lời trong bài kinh này để trả lời thì chúng ta có thể xác chứng như thế nào? Thưa quý vị, mặc dù khi chúng ta học thuộc lòng, chúng ta bây giờ có kinh điển, có chữ viết in ra ở trước mắt ở vị nào đó, họ học thuộc lòng cái bài kinh này, họ thuộc lòng những cái câu trả lời mà Đức Phật đã dạy, rồi vị đó tự xưng mình là một vị A-la-hán. Và cho đến khi chư tăng, các vị tỳ kheo khác cũng học cái bài kinh này và học cái những cái câu hỏi mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy cho, để chất vấn một cái vị tỳ kheo tuyên bố chánh trí. Trước khi xác định vị đó là vị A-la-hán, mặc dù cả hai bên đều thuộc, một bên thì thuộc lòng câu hỏi, hỏi theo kinh điển, và một bên là học thuộc lòng câu trả lời. Thì trong trường hợp này chỉ là một cái vai diễn, một cái vai diễn thôi thưa quý vị. Bởi vì như thế nào? Khi mà một vị mà học thuộc lòng những cái câu trả lời trong bài kinh này, rồi vị đó khi được hỏi, vị đó nói ra, nếu một người có tinh ý một chút thì các vị sẽ thấy có cái chỗ sơ hở. Bởi vì Yosaro Sotasati, cái gì là cốt lõi thì cái đó nó sẽ tồn tại. Cái này vị nó chỉ học thuộc lòng, cho nên vị đó sẽ trả lời hôm nay thì như thế này, nhưng mà ngày mai vị đó sẽ trả lời hơi khác một chút. Mà đừng nói chỉ là ngày mai, ngày mốt, giờ này vị đó đang trả lời cái câu hỏi trực tiếp, vị trả lời như vậy, nhưng mà nói nhiều câu chuyện kéo dài đi qua hướng khác chốc lát, khi hỏi lại thì vị đó sẽ trả lời nó không có như thật, nó không có như thật lúc ban đầu. Với hơn nữa là tâm ưu trung xuất hành ở ngoài, tâm bên trong nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Một vị mà chưa được giải thoát, vị đó rất dễ bực bội khó chịu với những cái câu hỏi sát hạch, có tính cách sát hạch hay là chất vấn. Cho nên khi mà hỏi những câu hỏi đó, cần một vài lần chặn đầu này chặn đầu kia đó, sẽ làm cho vị đó tức tối lên. Mà vị đó tức tối lên có nghĩa là vị đó chưa phải là một vị A-la-hán, chưa phải là vị A-la-hán, chưa phải là vị
đã thành tựu. Chúng ta đâu cần xác chứng gì đối với mấy vị đó, chúng ta hỏi để cho biết thôi. Chúng ta hỏi để cho chúng ta biết thôi. Chúng ta biết xem quý vị đó như thế nào. Ở đây thứ gì, chúng tôi thì cũng có đôi lúc chúng tôi làm cái công việc nó gì. Một hôm có một cái vị sư Bán Thế xuất gia, vị sư cũng lớn tuổi rồi. Khi mà vị đi đây đó, rồi cái vị trụ trì ở cái chùa đó mới dẫn cái vị này đến giới thiệu của chúng tôi để thăm viếng. Thì chúng tôi nói rằng sư phụ lớn tuổi xuất gia rồi, coi ở yên một chỗ lo hành thiền hoặc là xem kinh sách một chút đi, chứ đừng có đi chỗ này đi chỗ kia, nó không có tốt. Khi nghe nói như vậy thì cái vị sư phụ đó mới nói chúng tôi rằng là bây giờ con đã hiểu Phật pháp rồi, khi còn là cư sĩ con đã học hết Trung Bộ Kinh rồi, đã học thuộc hết thông suốt Trung Bộ Kinh rồi. Chúng tôi nghe nói như vậy, chúng tôi khen, chúng tôi nói sư phụ vậy cũng tốt, nhưng mà xin hỏi sư phụ cái bài kinh Gò Mối Đức Phật dạy, những cái ý nghĩa đó, ý nghĩa ẩn dụ đó, nó có nghĩa như thế nào? Khi mà chúng ta hỏi cái câu đó thì vị đó lúc túc một hồi thì vị đó mới nói rồi bây giờ quên rồi. Thưa quý vị, chúng tôi nghe như vậy chúng tôi chỉ cười thôi. Chúng tôi biết rằng là vị này nếu có xem kinh đó, thì vị đó chỉ xem phớt phớt qua, dở hết trang này đến trang khác, chứ đâu có cần phải hiểu, không có hiểu đâu. Ngay cả để mà xác định một vị đó có phải là vị thông suốt về pháp học hay không, mình chỉ hỏi một vài vấn đề là biết vị đó là có thiệt hay là không thiệt. Thì còn nói chi là cái việc mà xác định một vị mà chứng quả A-la-hán, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là chúng ta có thể nhìn vào cái tư cách của vị đó khi trả lời, để chúng ta có thể xác chứng vị đó như thế nào. Thứ hai nữa, chúng ta có thể hỏi những câu hỏi tương tự. Cái điều này đòi hỏi cái vị hỏi đó là vị đó phải có chút ít về cái tri kiến Phật pháp, nghi cái pháp tánh một vị A-la-hán. Không có nhất thiết là hỏi những cái câu hỏi nó đúng như cái câu hỏi mà Đức Phật đã dạy ở trong bài kinh này, rồi tự nhiên là chúng ta sẽ có câu đáp án về con người đó như thế nào. Tuy nhiên, nói là nói như vậy thôi, thưa quý vị. Giờ này chúng ta đang phải đối mặt với cái sự già, sự bệnh, sự chết, và bản thân
bản thân chúng ta đang bị phiền não mà chưa diệt trừ được phiền não, đang bị phiền não nó hoành hành, nó chi phối, thì chúng ta cũng không cần thiết để mà chúng ta đi tìm hiểu và chúng ta xác định. Chúng ta tìm hiểu, chúng ta xác định, chúng ta chất vấn các vị khác, cái đó nó chỉ gây thêm cái phiền toái cho mình và gây thêm cái phiền toái cho người khác, không có lợi ích gì hết. Và cho dù chúng ta có xác định được, nhưng mà những người, những vị khác ở xung quanh chúng ta, họ có chịu hay không? Bởi vì ở đây thưa quý vị, trong luật Đức Phật Ngài nói rằng khi mà trong cái điều ưng phát lộ thứ tư đó, Patidesadiya, cái điều ưng phát lộ thứ tư, vị tỳ kheo khi mà đi đến ở địa phương nào, ở địa phương đó có một gia đình cư sĩ mà được chư tăng xác nhận là bậc thánh cư sĩ, thì vị tỳ kheo đó có đi khất thực thì chỉ đi ngang qua nhà đó chỉ một lần thôi, không nên đi nhiều lần. Bởi vì người, cái vị thánh cư sĩ họ bố thí xả, họ bố thí cúng dường cho các vị tỳ kheo là họ không có chưa lại, dù cho họ còn một chén cơm để ăn, họ nghèo, họ còn chén cơm, họ cũng cúng dường, rồi chút xíu nữa họ chết đói, họ cũng chấp nhận, cũng quan hệ. Cho nên chính vì chỗ đó, chư tăng cần phải xác nhận ở trong làng, trong xóm, nơi địa phương này có những người cư sĩ nào là thánh cư sĩ, vân vân. Thì cái sự xác nhận nó không phải là cá nhân một vị tỳ kheo xác nhận, mà phải do tập thể chư tăng xác nhận. Thì cái tình trạng đó là như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là bây giờ chúng ta một mình đơn phương, chúng ta đi tìm hiểu, và khi mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta ước đoán theo cá nhân suy nghĩ của mình, chúng ta có dám tuyên bố giữa tăng rằng tôi đã đi chất vấn vị tỳ kheo đó và xác định rằng vị tỳ kheo đó là vị A-la-hán. Chúng ta, một vị tỳ kheo có thể dám nói như vậy hay không? Và chư tăng, những vị mới xuất gia không hiểu gì hết, còn những vị trưởng lão thì có một số vị không biết Phật pháp cũng chẳng hiểu gì hết, hoặc là những vị mà họ biết pháp mà còn là phạm nhân thì họ không dễ dàng để họ đồng lòng chấp nhận với chúng ta. Cho nên nó kéo từ cái rắc rối này đến cái rắc rối khác, thì chúng ta nghĩ rằng là bây giờ chúng ta không cần thiết phải xác định là một vị A-la-hán, mà chúng ta cũng chưa có cái trình độ bậc thánh tìm hiểu bậc thánh. Đức Phật dạy đây là để cho các vị tỳ kheo thời Đức Phật, chư tăng một cái hội chúc thuộc về những cái bậc giải thoát, thì những cái bậc giải thoát đó mới đi đến vị tỳ kheo tuyên bố chánh trí để mà chất vấn những điều này, và chư tăng xác nhận. Chư tăng đây tức là những vị cũng chứng quả A-la-hán rồi thì các vị mới xác nhận. Chớ Đức Phật dạy về cái này không phải để cho cái hội chúng phàm phu chúng ta bây giờ đem áp dụng rồi chúng ta đi chất vấn các vị khác, không ai có đủ can đảm để, thưa quý vị. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi được chia sẻ với quý vị qua ba cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thầy. Trả lời thêm cho một điều đó là phải chăng là theo trong kinh điển đó,
thời Đức Phật còn tại thế vẫn có những vị A-la-hán được Đức Phật xác chứng là A-la-hán rồi, nhưng mà cái ngoại hình nhìn không đẹp mắt và có một vài cái cử chỉ hơi thô, khiến cho những người khác nghĩ rằng vị đó là vị tăng tầm thường thôi, nhưng mà thật sự là A-la-hán. Có phải như vậy không? Xin sự đồng quan nghĩ trở lại để xác nhận điểm này. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái trường hợp đó có thể xảy ra, bởi vì chỉ có bậc a la hán chánh đẳng giác là mới có đầy đủ 32 đại nhân tướng, và đối với đức Thế Tôn, vì A-la-hán chánh đẳng giác thì tất cả những tiền khiên tật đã được đoạn trừ, còn lại đó thì chư độc giác và chư A-la-hán thinh văn giác, thinh văn thì các vị này vẫn còn có những cái khuyết tật về thân, về cử chỉ do cái thường cận y duyên bắt tu bến đích si giác và chi giác. Thời Đức Phật vẫn có những vị tỳ kheo mà mặc dù là vị A-la-hán nhưng mà có thân tướng lùn như ngài Mantaniputta chẳng hạn. Ngài có thân tướng nhỏ nhắn, khiến cho các vị khách tăng đó, có những vị tỳ kheo đi đến để mà đảnh lễ Đức Phật và tiện dịp để thăm viếng vị tỳ kheo Mantaniputta này, nghe nói rằng vị đó được Đức Thế Tôn tán thán là bậc trí tuệ, và vị đó đang đi kinh hành ở ngoài. Các vị tỳ kheo đi bước vào cổng chùa, thấy vị tỳ kheo, thấy vị sư nhỏ, thấy dễ thương, đi đến, đi ngang chọc phá, bẹo tay, bẹo má, vân vân. Giỡn xong rồi các vị đó mới đi vào đảnh lễ Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, được nghe Đức Phật ngày sách tấn khuyến khích cho nghe một pháp thoại, rồi các vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, mục đích mình đi đến đây, chúng con đến đây để đảnh lễ Đức Thế Tôn, và luôn tiện chúng con muốn thăm viếng vị tôn giả Mantaniputta mà Đức Thế Tôn tán thán là bậc trí tuệ, con nghe mà con gặp. Đức Thế Tôn mới hỏi rằng khi mà các đi đến đây bước vào cổng chùa đó, ngươi có gặp vị tỳ kheo nào không, có gặp vị nào không? Nói giờ gặp vị tỳ kheo cái thân tướng nhỏ thấp lùn, và chúng con có đùa với vị đó chút. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói vị tỳ kheo mà các ngươi muốn gặp đó là vị đó đó.
Lúc bây giờ các vị tỳ kheo các tăng nghe như vậy mới ngỡ ngàng và vội bước ra đi tìm vị đó để sám hối. Thưa quý vị, rồi lại nữa có những vị tỳ kheo mặc dù là các vị A-la-hán, vì mặc dù là vị A-la-hán nhưng vì cái tiền khiên tật của vị đó ở Đức Phật Ngài nói rằng là do cái tiền thân của vị đó 500 kiếp đã quen cái cách hành xử nấu năng của người gia chủ, linh dụng kẻ cả với tôi tớ ở trong nhà. Vì vậy cho nên hiện tại vị đó có lời nói sẵn lè, nói như là trách móc, như là nặng nhẹ, khiến cho các vị tỳ kheo khách tăng mới đến chùa hay là cư dân họ đến chùa họ không quan hỷ. Và họ mới đi đến Đức Phật và Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo đó sao mà sân giận lỗ mãn quá. Đức Phật hỏi vị nào thì họ mới nói vị đó như vậy. Đức Thế Tôn bảo rằng là vị đó là bậc đoạn lậu, không có cái tâm sân hận đâu, nhưng vì cái thường cận y duyên trong đời quá khứ đã quen, có cái thói quen thường cận y duyên, 500 kiếp sống làm gia chủ và có cái tính cách hách dịch như thế. Nhưng mà hiện tại vị đó không có cái tâm sân giận. Đức Thế Tôn xác nhận vân vân những cái sự kiện đó ở trong kinh sách ghi nhiều lắm, thưa quý vị, ghi nhiều lắm. Cho nên chúng ta nếu như mà gặp một vị A-la-hán mà như tôn giả Ananda, lúc đó ngài gọi là hữu học, nhưng mà ngài rất là đẹp trai, ngài rất là phong độ, như người tôn giả Sariputta, tôn giả Kacchana, những vị đó thì được. Còn như chúng ta gặp ngài Moggallana thì thưa quý vị, chắc có lẽ là nếu mà chúng ta không có biết gì ngài đó thì chúng ta gặp chúng ta không có mấy cảm tình, bởi vì nước da của ngài đen và ở trong chú giải nói rằng là không phải như là cái người da đen mà mạnh mẽ, mà ngài tái da tái như là cái người bệnh vậy đó. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng cái vị đó là hán đệ nhất về thần thông đó. Cho nên chúng ta khó lắm, thưa quý vị. Tốt nhất là chúng ta nên quay lại với chính bản thân mình, cứ lo tu tập. Còn gặp vị khác, dầu cho vị đó đẹp hay là xấu gì, chúng ta cũng tập cho mình có cái thói quen là chúng ta đừng bao giờ chúng ta có cái ý nghĩ trịch thượng làm như vậy đó. Mai mốt đời sau chúng ta sanh ra nhằm cái thời kỳ có chư vị A-la-hán xuất hiện đó, là mệt cho chúng ta lắm, mệt cho chúng ta lắm. Cũng như tiền hậu thân của Devadatta, Đề Bà Đạt Đa, từ ở dưới địa ngục sanh lên cho đến cái kiếp sau, sau cái thời kỳ Đức Phật Nát Tây Giá, vị đó được sanh ra, nói trong tương lai đó, vị đó là một vị Phật đồng giác tên gọi là Athisara. Athisara có nghĩa là bộ xương. Vị đó ốm, ốm o gầy mòn mà miệng hôi lắm, thưa quý vị. Ở gần vị đó là nó hôi như là, nó xin lỗi, giống như chúng ta ở gần một cái
một cái tử thi vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà chứng A La Hán rồi thì ngài biết sẽ làm trở ngại cho chúng sanh. Chúng sanh khi họ khó chịu vậy đó thì họ sẽ có một cái tư tưởng quý quá đối với ngài thì rất là nguy hiểm cho họ. Cho nên 7 ngày ngày đắc đạo quả độc giác xong 7 ngày là ngày viên tịch niết bàn. Thì ở đây đó, chúng tôi dẫn chứng một vài trường hợp để cho chúng ta thấy rằng là các vị A-la-hán thinh văn do vì pháp ba la mật của các vị đó đủ để chứng đắc quả giải thoát đoạn lậu. Nhưng mà những cái tiền khiên tật, những cái thường cận ý duyên, nhất là cái vấn đề mà phước tướng có vị có vị không, đó là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa dịch đạo. Xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa thượng sư. Bạch sư Trung Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta cũng có nhiều chỉ giờ, chúng tôi chỉ xin nêu lên một điều ở đây là chúng ta nên chú ý một câu Phật ngôn ở tại đây đó, là Đức Phật dạy khi chúng ta nghe một chuyện là một người nào đắc đạo chứng quả khoan vội tin, khoan vội bỏ, mà nên được trực tiếp để hỏi một cách kỹ lưỡng, và mình phải biết cách hỏi và mình hiểu cái gì mình hỏi. Và ngay cả nếu khi mình chưa gì hỏi hay là mình chưa đó mà, thì cũng đừng tin vội, đừng cả tin, và cũng đừng vội vàng phủ nhận. Vì việc này chưa ra hết rằng đa số chúng ta thường rơi vào cái cực đoan. Và có những vị nghe ai là A-la-hán thì cũng hoan hỷ hết, đến đảnh lễ và chỉ thấy ngồi một cách yên lặng là A-la-hán rồi. Mà có những vị mới nghe là đã bài kích liền, mình đâu có hỏi đâu, mình đâu biết gì đâu mà bài kích. Thì thứ gì, hai cái thái độ nên đều là cực đoan hết, phải rất là cẩn trọng. Tại vì ngay cả một vị A-la-hán thật chúng tôi gặp, chưa chắc là chúng ta đã biết, chưa chắc chúng ta có trình độ biết, hà huống chi là cái chuyện mà mình nghe nói lại. Nên riêng về vấn đề này thì chúng ta cứ theo cái phương cách là vấn đề gì mà mình biết rõ thì mình xác nhận là biết rõ, mình không biết rõ mình nên biết mình không biết rõ. Hôm qua chúng ta có một cái hôm kia thưa quý vị, chúng tôi có một cái câu viết của ngài Bạch Duy Tô ở trong cái quyển mà Phật giáo và khoa học. Ngài cũng nói rằng khi mà nói đến thế giới chư thiên, nói đến thế giới vô hình khuất mặt, thì có người đã vội vàng phủ nhận, tại vì họ cho rằng cái chuyện mà tin tưởng á, cái chuyện mà tin có chư thiên á, là chỉ có những người đặt nặng về niềm tin thôi. Thì ngài lưu ý một điều rằng ngay cả phủ nhận chư thiên thì người đó cũng sống nặng về niềm tin. Tin là có, tin là không có. Một người có trí thì cái niềm tin đó phải dựa trên một cơ sở gì đó, chứ không phải là mình không tin rồi mình tin vào cái không tin đó. Cái tin vào cái không tin đó là một điều rất là tai hại. Bởi vì cái thái độ phải chăng của một người thiện trí rất là như vậy, là khi nghe một chuyện gì mà mình cảm thấy không có được xác chứng, khoan vội tin, khoan vội bỏ, mà phải suy nghĩ cho chín chắn kỹ càng. Đó là lời dạy luôn luôn của Đức Phật cho tất cả chúng ta. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành, và luôn luôn cẩn thận, cho dù đã có rất nhiều cố gắng để tái kích động hoạt nền kinh tế xã hội, nhưng mà bệnh dịch vẫn còn lây lan khắp nơi. Xin mong được chư tôn đức và quý Phật tử luôn luôn cẩn trọng. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thuốc lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room.
Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên tròn. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Cha. Như Quỳnh Đế Kinh dùm Như Quỳnh đây. Thank you.